chào quý vị các bạn. Hôm nay livestream mời quý vị các bạn cùng chào anh livestream vào buổi sáng đường phố Nha Trang nha. Hiện tại thì livestream đang đi trên con đường Cao Bắc Quát. Đây chỗ đây là Cao Bắc Quát kết ngang với Trần Nhật Duật nè, rồi Nguyễn Trải nè, đường Thủ Long nữa nè. Bây giờ livestream mời quý vị cùng livestream đi qua con đường Trần Nhật Duật nha. Chỗ này là đường Thi Sách cắt ngang với Trần Nhật Duật này. Chỗ này là số 13 Trần Nhật Duật này. Đường Thị Tính nè. Đầu đường Trần Nhật Duật rồi. Đây là đường Nhật Lệ nè. Ồ, cái đường Nhật Lệ này sao nó ấy dữ nè. Đường nó không có được, chưa có lên đường nhựa. Đây là đường gì đây? Đây là cái hẻm rồi. Sao không có tên đường? Đoạn này là Trần Nhật Duật cắt ngang với đường Trần Bình Trọng đó quý vị. Chỗ đây có một cái chợ này, chợ xưa người ta gọi là chợ xóm á. Đó là anh sẽ vô đi hết con đường Trần Nhật Duật rồi mình sẽ quay lại sau nha. Đoạn này Trần Nhật Duật cắt ngang với đường Cửu Long. Đường Cửu Long này đi thẳng xuống là đường Ngô Gia Tự đó rồi. Con đường Trần Nhật Duật này buổi sáng rất là bình yên, đường rất là rộng, cây cối rồi rất là mát. Quán xá ở đây buôn quán cũng rất là nhộn nhịp này. Ở đây có phở bò bát tài này. Bán mang về chứ không có ngồi ăn. Còn này là Hồng Lĩnh, đường Hồng Lĩnh hả vậy? Hồng Lĩnh cắt ngang Trần Nhật Duật. Trần Nguyên Hãng hả? Lam Sơn cắt ngang với Trần Nhật Duật. Trần Nhật Duật với Vân Đồn nè. Đường Vân Đồn này nếu đi thẳng xuống phía trái là xuống Nguyễn Thị Minh Khai vậy. Sẽ là những gì mình khai nói dài và ra biển, cấm tất cả các loại ô tô từ 16 chỗ trở lên dưới lòng đường dự án ACC. Khu vực này đang có dự án gì nè, đoạn cuối đường Trần Nhật Duật nữa rồi. Ôi chỗ này có mấy cái nhà đẹp dữ ta. Dưới xe ở trong này có mấy căn nhà đẹp quá ha, khu biệt thự không mọi người. Khu này quán lẩu rồi rất là nhiều, quán nhậu quán lẩu. Nhà khu này rất là đẹp, còn mấy căn kiểu thiết kế kiểu biệt thự không à. hình như khu sân bay đó rồi không? Ra đây đụng khu sân bay nè. Đường con đồn đó vậy. Mỗi mình đi thẳng đường này là mình sẽ ra đường Lê Hồng Phong. Đường Lê Hồng Phong hồi xưa nó là hình như là đường tỉnh lộ 4 đó sao. Đó, trước mặt kia là Lê Hồng Phong đó. Này đường Hương Sơn nè. Lam Sơn nè. Đó, đi thẳng ra kia chắc cũng gặp đường Lê Hồng Phong, Lam Sơn. Đây đường Nhị Hà nè các bạn. Qua Nhị Hà xuống đường kia là còn lên đi khỏi chói mặt trời. Bây giờ đi xuống đây là ánh sáng mặt trời chói. Đi hết đường Tản Viên này nữa. Con đường này thật là bình yên luôn. Mát. Hai làn ô tô. Đường Hồng Lĩnh này. Hồng Lĩnh cắt ngang Tản Viên rồi. Nhưng quan sát ra đây là đường gì đây? Ra đây là gặp lại đường Cửu Long rồi. Đường Hòn Kiếm, Thủ Long, Hòn Kiếm. Con đường này đường cục hay sao ta? Đường này hai làn bê tông rộng ghê nhá. Đường này không biết có mở ra không hay không cục về. Kiếm cắt ngang với hồ Xuân Hương hả? Đường này khác như là nhỏ vậy đó. Trần Thị Tính nè vậy. Đổi quá. Kiếm là ra đây là gặp đường Trần Thị Tính, 52 Trần Thị Tính. Ở đây có đường Chí Linh nữa. Đường ở đây nó hơi nhỏ, không có lớn lắm. 27A Trần Thị Tính. Con đường này có vẻ cũng cũ lắm rồi, cũng hư hết rồi, hư bê tông hết rồi, hai làn bê tông. Con đường này mà nó không có, con đường này nó không có cái hố ghe mà đổ nước ra nó chảy ra ngoài đường là rất là dơ. Các mùa mưa chắc là đường là chắc nó ngập nước chứ không có thể nào không có thoát à. Đây ra lại đường Trần Nhật Duật nữa vậy. Trần Thị Tính, Trần Nhật Duật. Đường Trần Bình Trọng rồi. Lên cho vô vèo lại nha. Đường Nhật Lệ nè. Đường Nhật Lệ là nó vẫn còn con đường đất quý vị ơi. Đường đất. Còn không biết hồi xưa đường này nó có bê tông không mà sao giờ đường đất vậy? Hay là hồi xưa nó đường bê tông mà bây giờ đập để mà xây lại đường nhựa. Ok. Oh, đường nhỏ quá. Ra lại đường Hương Sơn hả bạn? Đây là Hương Sơn và đây là đường Hồ Xuân Hương. Nhỏ nhỏ nhiều. Ở đường Hương Sơn này cũng lớn nè. Này mình ra lại đường Cửu Long rồi nè. Góc Trần Bình Trọng nè với đường Trần Nhật Duật nè, là đây nó có một cái chợ nè, hồi xưa người ta gọi là chợ xổm á. Chợ xổm bán buổi sáng cũng rất là đông đúc. Chợ này nó rất là tiện lợi, chỉ việc đi xe máy là vô, là ghé đặt hàng vô, ghé vô mua cái rồi đi ra thôi, nhanh gọn. Nằm trên con đường Trần Bình Trọng. Chợ này nó có từ xa xưa đến giờ rồi vậy. Nó tôm, thịt đồ rất là tươi luôn, rau rồi. Này, nó rất là tiện lợi cho những người đi chợ, khỏi phải gửi xe rồi mất thời gian đi đặt hàng vô cái mua rồi đi. Mà nếu như con đường này nó ít xe cộ thì nó đỡ, nó tiện. Chứ nếu mà xe cộ mà nó đông quá, cái lượng xe cộ đông quá là nó cũng sẽ làm ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến giao thông. Còn này Trần Bình Trọng cắt ngang với đường Yên Định hả? Vừa rồi là Lan Châu có chia sẻ cho quý vị cái con đường Trần Nhật Duật cũng như những cái con đường hẻm cắt ngang Trần Nhật Duật, những con đường Nhật Lệ rồi đó, những đường rất là nhỏ và cái chợ xóm Trần Bình Trọng hồi xưa giờ. Cảm ơn quý vị đã xem video nhé. Chào quý vị.